Kính chào bà con và các bạn, chúc bà con ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Bà con hãy đăng ký kênh để theo dõi bản tin giá nông sản mới nhất. Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 tại New York đạt mức 233,55 Mỹ cent sạc bao, tăng 2,32%. Trong tháng đầu tiên của niên vụ 2021 đến 2022, xuất khẩu cà phê của khu vực Nam Mỹ đạt gần 5 triệu bao, giảm mạnh 20,6% so với 6,2 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ trước. Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, ghi nhận khối lượng xuất khẩu giảm 23,8%, xuống còn 3,4 triệu bao so với 4,5 triệu bao của tháng 10 năm ngoái. Xuất khẩu của Colombia cũng giảm 5%, đạt gần 1 triệu bao. Ngoài ra, lượng cà phê xuất khẩu của Peru giảm 23,1%, đạt 0,5 triệu bao. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê của khu vực châu Á và châu Đại Dương tăng 25,8%, từ 2,5 triệu bao lên 3,1 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng 13,7% lên 1,7 triệu bao trong tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại. Xuất khẩu của Ấn Độ tăng tới 33,3% lên 0,5 triệu bao. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất với 40.900 đồng trên kg. Sau biến động, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông tiếp tục ghi nhận cùng mức giao dịch là 41.600 đồng trên kg. Tương tự, tỉnh Đắk Lắk cũng điều chỉnh tăng giá trong hôm nay lên mức cao nhất theo khảo sát là 41.700 đồng trên kg.